Tiên tri chấn động tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cuối năm 2023 âm lịch, ý trời ứng nghiệm, con giáp này được thần tài ban lộc lớn, may mắn liên tiếp, làm nhỏ thắng to, ăn Tết linh đình. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác anh chị, trong cuộc sống này, không phải mọi thứ đều đặt ra trước mắt, muốn có được thứ mình muốn thì bạn phải hành động từ hôm nay. Người biết làm những việc nên làm, tuổi già sẽ càng an nhàn, sung sướng và ngược lại sẽ chỉ khiến hậu vận càng gian truân, ai cũng vậy. Sẽ có những lúc phải đối mặt với cám dỗ và trong chính những lúc ấy người có thể vượt qua để lựa chọn đúng con đường của mình thì sẽ là người chiến thắng những chiêu trò. Nếu có hiệu quả cũng chỉ là nhất thời, chăm chỉ, nỗ lực thực sự mới có thể giúp bạn gặt hái thành quả và đạt được thành công và có được cuộc sống ấm no. Nhiều người luôn mong lung về cuộc đời, không biết mình nên hay không nên làm gì, lúc biết thì đã muộn, bởi vậy muốn hậu vận ngày càng phát, tuổi già an nhàn, khi trẻ hãy tỉnh táo và lý trí trước các lựa chọn làm những điều đúng đắn nhất, thay vì hùa theo đám đông. Không ít người khi trẻ thường bỏ mặt sức khỏe thời gian của mình, họ hút thuốc, uống rượu, thức khuya và lãng phí. Thời gian cho rằng tuổi già là điều gì đó còn rất xa vời, chỉ khi bệnh tật ập đến họ mới hối hận, vì đã không chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn, hãy làm tốt 3 điều, này thì vận trình càng về sau sẽ càng suôn sẻ. Yêu cơ thể của bạn, có sức khỏe là có tất cả, nếu thân thể không khỏe mạnh mọi thứ rồi sẽ chỉ là hư vô, sự nghiệp trông trên ước mơ mà không thực hiện được. Nằm trên giường bệnh, nuối tiếc về cuộc đời ốm đau, khiến bạn ăn không ngon ngủ không yên, từng giây từng phút là khổ sở, đừng bao giờ coi thường chủ quan. Hay bán rẻ sức khỏe của mình khi còn trẻ, hãy chăm sóc cơ thể mình thật tốt, xây dựng chế độ ăn, ngủ nghỉ hợp lý, quan tâm cả sức khỏe tinh thần. Chỉ khi duy trì được những thói quen sinh hoạt tốt và tạo nền tảng tốt cho cơ thể, thì những tháng ngày sau này bạn mới có thể sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chiếc giường đắt nhất trên thế gian chính là giường bệnh. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, tạo thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, tăng cường vận động ăn uống lành mạnh. Sau này bạn sẽ không phải nhìn lại mà bị nuối tiếc và nói hai chữ giá như nỗ lực hiện thực hóa ước mơ. Ai cũng có ước mơ, nhưng không phải ai cũng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ đó. Và có biết bao con người trên con đường phấn đấu là vì ước mơ của mình đã bỏ cuộc giữa chừng, thậm chí là bỏ cuộc ngay từ khi mới bắt đầu làm việc. Chăm chỉ là một quá trình vất vả, và không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự vất vả đó. Nhiều người chỉ thích sự thoải mái, tự bỏ mình trong vùng an toàn, không muốn phải nỗ lực. Một khi đã từ bỏ thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ, cả đời cũng không thể thành hiện thực. Có một cuộc khảo sát nhỏ với nhóm người cao tuổi về điều khiển, họ hối tiếc nhất gần một nửa số người tham gia trả lời rằng họ hối hận vì đã không làm việc chăm chỉ khi còn trẻ. Không làm việc chăm, bạn sẽ không có tiến bộ, bản thân sẽ ngày càng tuột về phía sau. Không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ chẳng đạt được điều gì khi về già. Nhìn lại chỉ thấy hối hận trong những lúc khó khăn nhất, bạn hãy nhớ là mọi nỗ lực hôm nay sẽ quyết định vị trí của bạn trong ngày mai. Làm lụng cả đời cũng không đủ để trả cho sự lười biếng khi còn trẻ. Thưa quý cô bác anh chị thân mến, nếu mà bạn đã xác định được đường đi, vậy thì cứ đi thôi, chỉ cần nhớ trên đường bạn đi, trên hướng mà bạn lựa chọn, ắt sẽ có người không ủng hộ, hoặc là tìm cách ngán chân, hoặc trở mặt cháo trở kéo bạn xuống cho bằng họ, hay đạp bạn xuống cho họ, để mà thỏa mãn cái tăm tối của nhân tâm. Nếu chuyện ấy xảy ra, đừng bận lòng người ta hại, không có gì lạ đến các bậc thánh nhân còn phải nghe sự chửi rủa ta, có là gì mà muốn cả thiên hạ phải trọng vọng nhớ thương. Nếu có xảy ra sự khó đó, hãy viết tên người đó ra một tờ giấy, viết cả những tổn thương họ làm với bạn, khóc một trận cho ướt nhòe mực rồi xé nó, đi bạn sẽ thấy nhẹ, rồi sẽ thấy quên, rồi sẽ thấy mừng, vì là 2PHN3 cuộc đời còn lại, những kẻ đó không còn chút liên quan trong cuộc đời của bạn nữa rồi, phúc lắm đấy. Để không còn cận kề tiểu nhân, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, bạn sẽ thấy mỏi mệt. Cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn mạnh mẽ lên, vậy cho nên bạn phải có một kỹ năng khác, đấy chính là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tốt thì ta làm, vấn đề đến khi ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn người, đường là bạn chọn, việc là bạn quyết, mọi thứ là do bản tâm bạn mong muốn. Dù là vào thế khó thì từ từ mà gỡ, thì bản thân ta cũng có thể pha chế thêm cho vô mien, thêm giấm, thêm ớt, thêm chanh, thêm mắm, thêm đường, và có thể vẫn cứ dở nhưng hợp miệng hơn tí tị. Cuộc sống cũng thế, đời rất dở nhưng ta hãy cứ niềm nở. Lắm lúc ta bị trao cho những bài toán khó,
hoặc bị cuộc đời nó vả vào mặt chán nản là thường tình, mỏi mệt, đau thương là chuyện hàng ngày phải gặp, thì hãy cứ nhớ nhân sinh phải có những cuộc vượt khó, có như vậy mới thể hiện được sự kiên cường và mạnh mẽ của ta nhé. Tự thành phải qua những cuộc chiến vất vả như vậy, thì khi đạt được, nó mới thấy đủ sự sướng, thấu đủ sự rực rỡ, ta đã bùng nổ trong một đoạn sống nhiệt tình và hết mình. Rồi một mai ta sẽ ngồi lại nhâm nhi một tách trà và nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách kể lại cho con cháu nghe. Cái giai đoạn ta đã máu lửa đến thế nào, thành hay bại, được hay mất cũng không sao cả, miễn là ta đã chiến, ta đã cố, ta đã có những thời khắc huy hoàng của bản thân. Ta đã không hối cho những lựa chọn cho dù sai ở tương lai nhưng đúng ở hiện tại, hợp với những điều mà ta mong mỏi ngóng trông. Và trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về tổng quan tính cách và tài năng làm nên vận mệnh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 như sau. Tuổi Tỵ là người sống ở hiện đại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, học tích trữ dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen, đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của tuổi Tỵ, họ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu, họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Cho dù biết điều đó là tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Người này, nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình. Họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc, giấu kín trong lòng. Tuổi Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng. Nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Tuổi Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ. Dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng mà cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Tuổi Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức.
Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi Tỵ có phần nhút nhát, yếu mềm, khi trưởng thành họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương, quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thật ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Tỵ rất dễ xúc động và mũi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của người nghèo khổ, bởi vậy mà họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình, chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của người thân trong gia đình. Tuổi Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng, dẫn đến stress nặng nề. Người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng, chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không bỏ cuộc. Dù cho người khác có gièm pha, đàm tiếu, thì tuổi Tỵ vẫn kiên định giữ vững lập trường. Khi làm việc, thì họ tập trung cao độ, mà không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tuổi Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận, logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu lầm. Tuổi Tỵ không hề lười nhác, trốn tránh trách nhiệm. Họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của tuổi Tỵ khiến nhiều người nể phục. Con đường xây dựng sự nghiệp của tuổi Tỵ có khá nhiều vận may, tài lộc mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ tháo gác mọi rắc rối rất nhiều. Cơ hội tốt đang đợi tuổi Tỵ ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, họ sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Có lẽ thói quen chi tiêu hoang phí xa xỉ của bạn, cho nên thay đổi nếu không muốn gặp cảnh túng thiếu. Phải đi vay mượn thay vì đầu tư tiền bạc vào những món đồ xa xỉ, bạn hãy học cách tiết kiệm cho tương lai của mình nhé, có thể là đầu tư kinh doanh bất động sản. Về tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ sinh 1965, tháng cuối năm âm lịch. Xem tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch nhận thấy rằng, quý mệnh được tam hợp và nhiều các tin hậu thuẫn, mọi việc của Ất Tỵ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn đó, cho nên quý mệnh nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Sự nghiệp của tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng, mà còn có cơ hội gặp quý nhân được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập dịp cuối năm. Chính vì thế, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tuổi Ất Tỵ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung thì bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, mà cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Ất Tỵ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt, nhanh chóng gìn giữ hòa khí gia đình, các thành viên sung vầy chuẩn bị đón Tết. Về sức khỏe, quý mệnh cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tin bạch hổ án ngữ, dự báo những hung hiểm va quẹt mà bạn có thể gặp phải. Do đó, bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác nhé. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Tỵ 1965, tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp theo âm lịch, thì tuổi Ất Tỵ vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ. Chính vì thế như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, cho nên quý mệnh nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, quý mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của quý mệnh. Thêm vào đó, Ất Tỵ còn có quý nhân giúp sức, cho nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, cho nên xứng đáng được như vậy.
có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để Ất Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập dịp cuối năm, vì thế bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung thì trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác, xử lý sẽ tăng lên khiến Ất Tỵ cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế bạn chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay nhé. Về phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tháng cuối cùng âm lịch như sau. Xét về mặt tài lộc, đây cũng sẽ là một tháng tài khí của Ất Tỵ tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của quý mệnh trong tháng Ất Sửu khá sáng. Tài tin liên tục gia tăng độ chỉ, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào ngớt. Người làm công việc cố định thì trong tháng này có mức thưởng cao. Các nguồn thu nhập chính phụ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Về sau tam hợp cục giúp việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết, cho nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp, nhân đà này bạn nên tính toán cho những bước xa hơn. Sau Tết thì bạn hãy quan sát thật kỹ nhé, để nắm được xu thế phát triển, cùng nhu cầu của thị trường, từ đó để nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bạn cũng nên làm mọi thứ có chừng mực, và nhất định, bạn chớ nên tiến hành ồ ạt, kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho mà ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết Nguyên đán khiến bạn tốn một khoảng không nhỏ, nhưng quý mệnh đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó, và với các khí đang vượn thì khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Và nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ, thì bạn chớ để dây vưa sang năm mới làm gì nhé, vì mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Về phương diện tình cảm, tuổi Ất Tỵ 1965, trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Đây là tháng có bán hợp che chở, cho nên đường tình duyên của Ất Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đong đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Thần may mắn sẽ giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ sẽ rất có lợi cho người độc thân, sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày, những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt, nhanh chóng gìn giữ hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành vi sung vầy chuẩn bị đón Tết vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vông vén và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ 1965, tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch như sau. Về sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão 2023 âm này, quý mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng, tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm báo và có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quang, do đó Ất Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên hoan, cho nên bạn cũng cần hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Đầu tiên là xem tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Tuần này, thiên đức các tinh nâng đỡ tuổi Ất Tỵ lên một tầm cao mới, có nhiều thành công trong sự nghiệp và được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Dù khó khăn tìm tới bạn, không ít công việc nhìn chung đều thuận lợi và giúp bạn củng cố uy tín cũng như thực lực của mình. Người có tâm thì ắt sẽ có tầm, bên cạnh đó bạn cũng nhận được những tin tức có lợi cho mình trong sự nghiệp.
thì bạn nên tận dụng những mối quan hệ làm ăn để giúp bản thân thực hiện kế hoạch lớn về tiền bạc. Dù tự lực cánh sinh là điều tất yếu, nhưng bạn cũng được người thân ủng hộ hết sức mình. Tài vận đang trên đà tăng trưởng, nhưng đòi hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn. Chỉ có điều, nếu quý mệnh chăm chỉ làm phước, thì may mắn đến cực kỳ nhanh. Càng về cuối tuần, quý mệnh càng vượng duyên nhờ sự trợ giúp của tam hợp cục, ác thị duyên dáng và có gương mặt dễ gây được thiện cảm, cho nên cực kỳ thuận lợi trong việc lấy lòng phụ huynh và bạn bè. Song có điều, bạn cũng hiếm khi làm phật lòng người khác, kết nạp được thêm nhiều người tốt vào cuộc sống hiện tại. Tiếp theo, tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần mới tuổi Ất Tỵ có vận trình suôn sẻ, bạn sẽ giải quyết thành công một số vấn đề đã tồn tại trong một thời gian dài. Là nhờ sự giúp đỡ của các tinh tử vi, công việc nhiều phần thuận lợi, đặc biệt là những bạn đang xin việc, mua bán hàng hóa, ký hợp đồng làm ăn. Đường công danh quang lộc của con giáp cũng thuận lợi, nhờ mối quan hệ làm ăn rộng mở, có quý nhân lớn tuổi giúp đỡ kéo các khí về cho các bạn. Tài chính thu về từ các khoản hoạt động liên quan đến chính trị, quảng cáo, khách sạn hoặc du lịch cực tốt. Với người có máu kiếm tiền có thể thử những lĩnh vực mà bản thân thích trong thời gian này. Cuối tuần thì bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng chiến đấu cày cuốc cho tuần mới nhé. Đầu tuần tam hội cục giúp Ất Tỵ nhận được sự ưu ái từ người lớn tuổi và có chức quyền. Các bạn đang yêu xa sẽ biết thông cảm cho nhau và có cơ hội gặp lại nhau trong thời gian gần tới đây. Con cái ngoan ngoãn thành tài, bạn được các con hỗ trợ và chăm sóc khá nhiều. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Về tổng quan, tuần mới của tuổi Ất Tỵ nhìn chung chỉ ở mức chấp nhận được, thái âm đem đến cho bạn nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tình cảm là niềm an ủi và lớn nhất của bạn trong tuần này. Công việc khá bận rộn, điều này khiến bạn không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh bên ngoài. Nếu mà bạn khéo ăn khéo nói thì quý mệnh thu về không ít thành tựu, nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh, làm việc nhóm sẽ tốt hơn làm việc đơn lẻ. Nhờ chính tài chiếu cố, cho nên tiền bạc của Ất Tỵ trong những ngày đầu tuần khá dư giả, ăn nên làm ra, có nợ có trả, uy tín và nhanh nhẹn trong vấn đề làm ăn. Cho nên cũng không gặp khó khăn khi mà ký hợp đồng làm ăn kiếm tiền, tuần này có lợi cho những bạn biết đầu tư cho tri thức và chuyên môn của bản thân. Nữ mệnh vượng duyên được nhiều người khác giới để ý, hay được ăn ngon mặc đẹp đi hẹn hò cùng người mới. Nếu đã có kế hoạch đi đâu đó cùng gia đình, thì bạn hãy thật cẩn thận và chuẩn bị thuốc dị ứng, đau đầu, cảm cúm. Nam mạng thì sẽ gặp được người hợp ý mình, hãy tích cực theo đuổi, đừng ngại nhé. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Về tổng quan vận mệnh của tuổi Ất Tỵ thì trong tuần mới chủ yếu được quyết định bởi các tin bách Việt, chính vì thế bạn sẽ nhận được nhiều cộng hưởng tích cực từ người xung quanh. Bạn lúc này cần tỉnh táo và tin tưởng vào các quyết định của mình, chớ dao động vì lời nói của người khác. Đi xa làm ăn không có lợi, nên cầu khấn trước khi đi hoặc rời lịch sang tuần sau. Bạn nào có lịch thi trong tuần này thì hãy vững tâm nhé, hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân, mọi chuyện sẽ chót lọt. Tiền bạc khá vượn vào khoảng thời gian cuối tuần, nhờ tam hợp cục soi chiếu, các cơ hội làm ăn sẽ đến nó, nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, nếu không thì cứ an phận với công việc hiện tại, thì tiền thưởng sẽ sớm về, lộc lá chỉ về với người biết cố gắng và trau dồi bản thân. Các cặp đôi cần nhẫn nại, mỗi người nhường nhau một chút, chịu mở lời trước thì sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng chia tay trong im lặng. Rõ ràng bạn có khả năng trở thành một người ưu tú hơn, nhưng vì lười cho nên bạn chưa muốn làm. Nếu muốn thoát ế sớm thì bạn phải chăm sóc bản thân thật chỉnh chu. Quý cô bác anh chị thân mến, mùng 1 Tết là ngày đầu năm mới, việc chọn lựa trang phục có màu sắc hợp phong thủy cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, trong bài viết này, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng bạn tìm hiểu mùng 1 Tết Giáp Thìn thì nên mặc màu gì, cũng như con giáp tuổi Ất Tỵ mặc màu nào hợp nhất để cả năm may mắn. Mùng 1 Tết bạn nên mặc màu gì để cả năm may mắn? Màu đỏ. Màu đỏ luôn là sắc màu nổi bật nhất thường thấy vào những ngày lễ Tết, bởi màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự vui vẻ. Do đó, khi ngày mùng 1 Tết mà bạn mặc trang phục có màu đỏ sẽ mang lại nhiều điều tốt lành, vạn sự như ý và may mắn. Màu vàng. Bên cạnh màu đỏ thì màu vàng cũng rất dễ bắt gặp vào ngày Tết. Màu vàng tượng trưng cho sự tiền tài giàu có và sự sung túc. Khi mặc quần áo màu vàng sẽ toát lên sự sang trọng, nổi bật cho bạn một năm hứa hẹn đủ đầy và làm ăn phát đạt. Màu xanh lam. Màu xanh lam thể hiện sự lịch lãm, nhưng không kém phần sang trọng. Mặc những trang phục có màu sắc này sẽ tạo được thiện cảm chú ý của nhiều người, mang lại một năm nhiều điều mới mẻ, triển vọng tốt. Chọn tuổi Sông Đất,
Sông Nhà năm mới 2024 cho quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Quý vị thân mến, chọn tuổi Sông Đất, tuổi Sông Nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi Sông Đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Các tuổi Sông Đất tốt với người tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Canh Tý 1960, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Canh Thân 1980, tốt, Tân Dậu 1981, tốt, Mậu Thân 1968, khá, Tân Sửu 1961, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Canh Ngọ 1990, khá. Các tuổi Sông Đất xấu với người tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Ất Hợi 1995, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh Ất Tỵ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để Sông Đất đầu năm. Như đã biết, tục Sông Đất, Sông Nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ Sông Đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để Sông Đất, Sông Nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay Sông Đất, Sông Nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn. Đi Sông Đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi Sông Đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi Sông Đất hoặc nhờ người tới Sông Đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Tân Dậu gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Sông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn.
Đơn giản hơn là rác mối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lại, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.